Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Từ hôm qua là ngày 4 tháng 8 2023 thì em Hương vừa đủ điều kiện để like, để chia sẻ bếp với mọi người xong. Thế là cứ cuốn vào cái việc like mà không có lên video đúng giờ cho các bác tham khảo. Cứ quanh quẩn nghe điện thoại rồi viết đơn rồi chốt đơn. Nhưng mà cũng vẫn cứ thấy thiếu thiếu là đến buổi tối thì không có lên bếp. Thì cũng vẫn có cái suy nghĩ là không biết là hôm nay các bác có vào theo dõi kênh của mình hay không này. Rồi không thấy em Hương lên video để các bác chọn bếp. Tại vì là khi mà em lên video thì em luôn suy nghĩ rằng là không biết là hôm nay video của mình sẽ có bao nhiêu người xem này, bao nhiêu người like này. Em mà thấy các bác like nhiều là em cực kỳ thích luôn cả nhà. Nên là cả nhà cứ cho em Hương xin một nốt like cả nhà nhá. Đây ạ, mặc dù like bán hàng được nhiều hơn nhưng mà nói chuyện trực tiếp với các bác cũng thấy rất là vui các bác ạ. Nói chuyện trực tiếp với các bác rất là vui. Nhưng mà em vẫn không quên cái nhiệm vụ quan trọng của mình. Đấy là giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm đến cho mọi người hơn. Như ở trên live thì em chỉ chia sẻ sơ qua được một chút thôi. Đấy, giá thì nó có ưu đãi hơn. Giá thì có ưu đãi hơn là so với việc em lên bếp, từng cái chiếc bếp như thế này. Đây cả nhà. Các bác nào mà chưa có chọn được bếp thì các bác có thể vào xem lại live cả nhà nhé. Có thể vào xem lại live tại vì em lên rất là nhiều mẫu. Thì có những mẫu em đã bán và cũng có những mẫu em đang còn. Đấy. Cái bí mật mà cái ngày hôm trước em có nói đấy là bí mật sẽ được bật mí vào ngày hôm sau đấy. Là được like đấy các bác ạ. Em rất là cảm ơn mọi người nhá. Tất cả cô dì chú bác đã luôn theo dõi ủng hộ em Hương trong thời gian qua. Nên là em Hương mới được đủ cái điều kiện như thế. Em cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một chiếc bếp của hãng Paloma 340 các bác nhá. Đây gọi là chiếc bếp môi chè đấy ạ. Tại vì cái mặt nó hơi hướng ra ngoài đấy. Hôm trước thì em có lên một chiếc bếp này thì em đã bán cho bác Dũng ở Củ Chi rồi. Bác ấy đợi em mãi. Và cuối cùng bác thấy chiếc bếp đẹp bác ấy chốt luôn. Đây là mặt men cả nhà nhá. Chiếc bếp này mặt men này. Cái cảm giác lâng lâng nó vẫn còn đọng lại ở trong người các bác ạ. Thực sự thì rất là vui luôn. Em Hương cũng muốn lan tỏa cái niềm vui này đến khách hàng của em. Khi mà thấy em bán được hàng nhiều hơn, rất là nhiều khách đã vào chúc mừng, cả những khách cũ và những khách mới các bác ạ. Em một lần nữa chân thành cảm ơn các bác nhé. Rồi em sẽ chia sẻ bếp để cho mọi người đều biết đến ạ. Đây là một chiếc một đôi kiềng. Kiềng này bằng thép không gì cả nhà nhá. Cái bếp chi liệu của bếp này thì bằng đồng. Tại vì nãy em vừa mới test nên là nó hơi còn nóng, em sẽ không có cầm lên được. Đây. Những bác có nhiều bác thì rất là thích bếp bằng đồng. Thì chiếc bếp này là bếp bằng đồng cả nhà nhá. Một chiếc Paloma môi chè phun chức năng luôn cả nhà. Một chiếc Paloma môi chè phun chức năng này, khay nướng 2 tầng lửa. Em sẽ quay cái mặt hông này là mặt sơn cả nhà. Mặt hông này là mặt sơn em Hương có, nhà em Hương có sơn lại các bác nhá. Đây cả nhà ơi, Paloma 340 đây. Một chiếc bếp rất là đẹp. Khay nướng 2 tầng lửa các bác nhé. Đây. Khay nướng 2 tầng lửa đây ạ. Cái khay này rất là rộng luôn cả nhà. Đây là phía trong của lò nướng này. Đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Các bác nhận bếp nhà em về thì các bác chỉ việc dùng thôi, không cần làm cái gì cả. Lắp ga vào, test thử. Kiểm tra bếp xem có đúng là bếp em Hương lên video hay không. Rồi em sẽ test lửa cho các bác theo dõi luôn nhá. Đây ạ. Các bác ấn và giữ giúp em một chút xíu này. Đây, lửa nó sẽ đánh rất là nhanh thôi. Đây ạ, ấn và giữ giúp em một chút xíu. Đây này. Cần gạt lửa điều chỉnh lửa to nhỏ bác nhá. Gạt lửa điều chỉnh lửa to nhỏ đây ạ. Đây ạ, lửa to này. Hai bếp đều có cái cần gạt lửa hết. Sử dụng cái bếp này rất là đơn giản các bác nhá. Nhiều bác nhắn tin riêng cho em hỏi là em ơi cái bếp này sử dụng có khó hay không. Rồi tiếng Nhật như thế thì làm sao mà chị nhớ được. Đây, em sẽ quay sát lại cái bảng điều khiển của các cái tính năng cả nhà nhá. Đây ạ, sử dụng rất là dễ luôn. Nó chỉ có cái chỗ này là nấu cơm, nấu cháo này các bác. Nấu cơm, nấu cháo đây thôi ạ. Tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán này. Các bác nhìn cái chỗ cái số nhiều đây này là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán cả nhà nhá. Đây, nấu cơm, nấu cháo. Còn bác nào mà muốn dịch cái này ra thì em sẽ chụp cái màn hình dịch lại. Các bác chỉ cần sử dụng một tuần bếp thôi, không cần đến một tuần đâu. 2-3 ngày thôi là các bác nhớ hết. Không có gì khó hết. Không có việc gì khó hết ạ. Tiếp theo đây là phím 3S cả nhà. À rồi em sẽ test, em xin lỗi, em sẽ test các tính năng luôn cho các bác theo dõi này. Đây ạ, các cái nốt nó sáng ở dòng nào là mình chọn chức năng đấy cả nhà nhá. Đây, 180, 200, 160 ạ. Rất là ok. Tiếp theo đây là phím 3S. Một, các bác ấn vào giúp em, giữ em 3 giây này.
Đấy, bếp đã bật cái, đã tắt cái cảm biến trên này đi rồi. Và mình sẽ sử dụng lửa to liên tục trong trường hợp là mình rang đồ khô hoặc là mình chiên rán các bác nhé. Không có lo bếp nó bị tắt đâu. Còn bên đây, đây là đồng hồ hẹn giờ của bếp trái và bếp phải luôn. Đây, bây giờ em sẽ hẹn 1 phút cả nhà nhé. Đây, hẹn 1 phút của bên bếp trái đi ạ. Đây ạ. Rồi, trong lúc đợi chờ thì mình sẽ test cái tính năng là xóa thủ tắt bếp của bên bếp phải đi cả nhà nhé. Rồi ạ. Em Hương đang test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của bên bếp phải và tính năng hẹn giờ của bên bếp trái cả nhà nhé. Thì sau khi tắt bếp khoảng tầm 10 giây đến 15 giây các bác, thì bếp nó sẽ tự động khóa ga. Đây, đồng hồ đếm ngược rồi các bác. Đấy các bác, có nghe không ạ? Có nghe âm thanh khóa ga không ạ? Đấy, đã khóa ga rồi cả nhà nhé. Đã khóa ga rồi, em sẽ test luôn cho các bác theo dõi đây ạ. Rồi, một chiếc bếp rất là thông minh, đã tự động khóa ga rồi. Đồng hồ đây sắp hết thời gian, em sẽ bật lửa to lên cho các bác cùng theo dõi này. Các bác đếm cùng em nhé. 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, tắt bếp luôn rồi. Đồng hồ đã về không cả nhà nhé. Mình đang test cái tính năng thông minh của bếp đấy. Rồi, ok. Khóa ga khi mà hết thời gian hẹn giờ. Và sự cố là gió thổi tắt luôn, khóa luôn. Đây là khay nướng 2 tầng lửa cả nhà. Đây ạ, khay nướng 2 tầng lửa rất là đẹp luôn. Những cái bếp mà có 2 tầng lửa thì các bác sử dụng nó nướng nó sẽ nhanh hơn. Em sẽ test bếp lò nướng các bác nhé. Đây ạ, lửa hai bên hông này. Đấy, lửa hai bên hông, còn là lửa ở trên. Lửa rất là xanh cả nhà, đánh rất là nhanh và rất là xanh luôn. Em Hương nói có nhanh không các bác? Nếu mà nhanh hoặc là có gì sai thì các bác cho em một bình luận nhé. Video nào cũng xin like rồi xin bình luận cả. Nói chung là xin xỏ đấy ạ. Đây các bác ạ. Lửa rất là xanh, rất là nhanh cả nhà nhé. Thì tùy vào cái món ăn của mình nướng này thì mình có thể hẹn thời gian đây. Đấy. À, các bác có nghe thấy tiếng tít là tiếng gì không ạ? Là cái bếp này lúc nãy em test cái tính năng là tự động mà tính năng hẹn giờ 1 phút đấy, nhưng mà em chưa có tắt đây này, nên là báo hiệu. Bây giờ em sẽ tắt đi nhá. Ngọn lửa đây các bác này, nó vẫn còn bật ở đây. Một chiếc bếp rất là thông minh đúng không ạ? Khi mình quên nó vẫn nhắc nhở mình luôn. Một người bạn đồng hành của chị em phụ nữ mình. Đấy, cũng rất là nhiều anh thích giúp vợ và gần như là đảm luôn cái công việc nội trợ đấy, nhưng mà em thấy là Việt Nam mình thì thường là phụ nữ vào bếp nhiều hơn. Các anh chồng mà xem được video này thì nếu mà nhà mình chưa có bếp Nhật các bác nhá, thì các bác mua tặng vợ một chiếc bếp này đi ạ. Em đảm bảo rằng là các chị dùng rất là thích luôn. Tại vì nó có cái đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu luôn và một cái đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng. Ngoài ra lại còn nhiều cái tính năng thông minh khác nữa, tự động tắt bếp, khóa ga khi mà có gió thổi này, cạn nước này, tắt bếp rồi là chào nước tắt bếp luôn. Nó quá ư là nhiều tính năng trong một cái bếp này ạ. Dành cho những bác mà đang quan tâm tới cái dòng bếp full chức năng này. Em xin báo giá chiếc bếp này cả nhà nhá. Chiếc này em bán với giá là 2,8 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác luôn ạ. Nhà em đã lắp lưới chống chuột rồi. Tặng một đôi pin cho các bác để các bác có pin các bác tép lửa luôn. Đây ạ, một đôi pin đại này dùng được 3 đến 5 tháng cả nhà nhá. Có thể mua ở cửa hàng tạp hóa hoặc là điện dân dụng rất là dễ thôi. Pin này là pin Việt Nam ạ. Không phải là pin Nhật các bác nhé. Pin Việt Nam các bác sử dụng bình thường thôi. Một đôi pin. Một chiếc là một cục pin là 1,5V này cả nhà. Còn hai một đôi này thì sẽ là 3V. Đấy, mình dùng đánh lửa thôi. Khi đánh lửa thì mình bật một bếp thì cũng sẽ đánh cả ba bếp luôn các bác nhé. Chứ không có phải bị lỗi đâu. Không phải lỗi cả nhà nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của em Hương. Bác nào quan tâm tới chiếc bếp này thì liên hệ em Hương theo số điện thoại trên màn hình ạ. 0359014200. Nếu mà các bác xem ở trên live hoặc là xem ở trên kênh của em mà chưa có chọn được bếp thì các bác cứ theo dõi thêm nhá. Em sẽ cố gắng lên nhiều bếp nhất có thể ạ. Nhiều bếp nhất có thể mà giá cả vẫn phù hợp nhất để mọi người có thể lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp luôn. Rồi, em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và cho em xin một nốt like cả nhà nhé.